Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Đồng Nai. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một căn biệt thự ở trong khu dân cư. Đây, đây là đường nhựa 5m quý vị nhá. Đây, đường thì ok lắm. Ở trong đây thì toàn đất biệt thự không. Đây, đường đây quý vị này. Nhìn cây cối vậy thôi, rừng rú vậy thôi nhưng mà có đường hết đó quý vị ạ. Đây, đó quý vị thấy không? Đấy, phía trước chúng ta là biệt thự đúng không ạ? Đây, quý vị này nhìn này, đó, biệt thự không ạ. Đây, và nhà của hàng xóm đây. Đó. Và thưa quý vị, khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây này là ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai quý vị nhá. Đó. Tuấn Nguyễn xin nhắc lại một lần nữa để cho quý vị biết ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đó. Đây quý vị. Trong này thì bây giờ nông thôn mới rồi, đúng không ạ? Tất cả các thứ đường xá lưu thông đều ok, có đường nước các thứ này. Quý vị nhìn thấy đúng không ạ? Điện các thứ thì đương nhiên có rồi. Và đây là cái hình ảnh căn biệt thự của chúng ta, quý vị nhìn toàn thấy cây thôi. Mà bây giờ thì quý vị biết rồi, trời rất là nắng đúng không ạ? Mùa này cực nắng luôn. Hôm nay Tuấn Nguyễn đi hàng mấy chục cây số đấy quý vị ạ. Từ nhà Tuấn Nguyễn xuống đây là cũng phải 5-7 chục cây số. Đó, thành phố Bình Dương. Hôm nay Tuấn Nguyễn về Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai đúng không ạ? Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ đặc biệt review đến quý vị một căn biệt thự mà có cái diện tích đất phải nói là siêu khủng. Từ trước đến giờ trên kênh Tuấn Nguyễn chưa bao giờ có một cái căn biệt thự mà diện tích nó lớn lên như thế. Và đây, hình ảnh của căn biệt thự chúng ta đây quý vị. Đây, Tuấn Nguyễn zoom đó cho quý vị xem. Đó, hình ảnh căn biệt thự của chúng ta đây quý vị nhá. Đó. Căn biệt thự nhìn cực kỳ hoành tráng đồ sộ luôn, đúng không ạ? Và Tuấn Nguyễn xin giới thiệu với quý vị rằng căn biệt thự của chúng ta có hướng mặt tiền đường là phía trước màn hình chúng ta đây. Đó. Là hướng chính bắc quý vị nhá. Còn cái hướng ở bên này là hướng chính đông. Đó. Chính đông và chính bắc. Quý vị muốn lấy hướng nào làm hướng chính cũng được, đúng không ạ? Hiện hữu một căn biệt thự thiết kế một tầng trệt, một tầng lầu. Đó. Căn biệt thự của chúng ta có 3 sổ, quý vị nhá. Có 3 sổ. Tổng diện tích căn biệt thự này là 8.854 m², quý vị nhá. 8.854 m² và thổ cư thì có 300 m² thôi. À, Tuấn Nguyễn cũng nói luôn cho quý vị biết là 300 m² thôi. Thì ở đây thì quý vị biết rồi, người ta cũng chỉ lên thổ cư để người ta xây cái tòa biệt thự này thì người ta ở thôi, đúng không ạ? Chứ lên đến 8.854 m² như thế này mà lên thổ cư hết thì có mà tiền núi, đúng không ạ? Chỉ có bác Phạm Nhật Vượng thì may là mới lên hết thổ cư được thôi chứ, đúng không ạ? Và thưa quý vị, căn biệt thự chúng ta thiết kế 7 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh. Đó. Có 2 hồ cá đang cho thuê. Và căn biệt thự này cũng đang cho thuê 8 triệu tiền một tháng. 2 hồ cá ở dưới kia, chút xíu Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị. Đang cho thuê 5 triệu tiền một tháng quý vị nhá. Đấy. Và chút xíu nữa đi, Tuấn Nguyễn sẽ xuống bên dưới đó. Rồi Tuấn Nguyễn sẽ quay và giới thiệu thêm cho quý vị cái vị trí con đường tương lai của chúng ta sắp và sẽ được mở ở một con đường ở đó nữa quý vị nhá. Đây, khuôn viên trong căn biệt thự của chúng ta là như thế này đó quý vị. Lúc trước thì người ta xây hồ bơi này, hồ cá cảnh rồi hòn non bộ cái gì đây. Nói chung vân vân. Đấy. Ngày xưa thì quý vị nhìn cái hình ảnh này quý vị biết rồi đúng không ạ? Nhà đại gia, nhà có tiền người ta mới thiết kế như thế này, đúng không quý vị? Đây, một căn biệt thự là 300 m sàn quý vị nhá. Đó, hai lầu, một lầu một trệt thì khoảng hơn 500 m sàn, đúng không ạ? Diện tích xây dựng là 300 m ở lầu trên, đúng không ạ? Nhưng mà lầu ở trên thì có chỗ thì đua ra, nhưng có chỗ thì thụt vào. Thì Tuấn Nguyễn tính là đâu đó khoảng hơn 500, quý vị nhá. Hơn 500 m sàn. Đây, những cái cây cảnh của người ta này, cây sung rồi cây hoa gì đây, Tuấn Nguyễn không biết. Nhưng mà quý vị đang nhìn đây, tức là ngày xưa thì người ta cũng có một cái nguồn tài chính cũng cực kỳ khủng thì mới tạo nên được một cái cơ ngơi hoành tráng như thế này, đúng không quý vị? Chứ mà bình thường như tầng lớp Tuấn Nguyễn đây thì lấy đâu ra tiền để mà xây những cái căn biệt thự như thế này, đúng không ạ? Đấy, mà quý vị này, nhìn những cái hàng rào này, đó, cao cổng kín tường hết quý vị nhá. Ngoài ra người ta còn
còn gắn những cái lưới như thế này nữa này. Đấy, để chống bụi, chống muỗi, chống gì đấy, hoặc là vân vân, nói chung vân vân. Đây quý vị nhìn ở đường phía sau này. Đấy, căn biệt thự này thì bốn bề thông thoáng quý vị nhá. Nói về cái dàn cửa sổ thì quý vị đang nhìn đây, dùng Tuấn Nguyễn đi. Cửa sổ thì mênh mông bao la. Đó, xây nhà thì nhanh nhưng mà lắp cửa sổ thì lâu, đúng không ạ? Bởi vì rất nhiều cửa sổ luôn. Đấy quý vị nhìn đây, cao cổng kín tường, đúng không ạ? Cửa sổ thì binh thiên luôn. Đó, đèn chiếu sáng này, camera an ninh này. Đấy, ở dưới thì cục nóng cục lạnh rồi chúng ta ốp đá tự nhiên hết quý vị nhá. Đó. Thì thưa quý vị, căn biệt thự này á, thoạt nhìn đầu tiên Tuấn Nguyễn vào đây thì Tuấn Nguyễn chỉ có ô dề thôi, đúng không ạ? Tại sao mà có cái căn biệt thự mà nó lớn thế, lên tới 8.854 m². Đây quý vị, đấy, mặt tường thứ ba này, đó. Lúc nãy Tuấn Nguyễn quay hai rồi, đúng không ạ? Đây là thứ ba, và qua bên đây là thứ tư này. Đây, mặt tiền chính của chúng ta đây. Mặt tiền chính là mặt tiền chính Bắc quý vị nhá. Còn mặt tiền phía bên kia là chính Đông. Đấy, mênh mông bao la như thế này. Thì quý vị ơi, căn biệt thự này thật sự là cần một cái bàn tay của con người, đúng không ạ? Máy móc vào đây chúng ta phục hồi. Đấy, trải chuốt em nó lại thì nó mới lung linh được, đúng không ạ? Còn quý vị nhìn ở đây nhìn chán lắm. Đây, biệt thự của nhà hàng xóm ở dưới đây quý vị này. Đây, khu nghỉ dưỡng sinh thái ở đây, ngay hàng xóm của chúng ta. Đó, có một cái ao lớn lắm, cái ao này mấy sào. Đấy quý vị thấy không? Đấy, dân đại gia người ta ở đây không? Nói chung là cũng không phải là đơn giản đâu. Đó, chúng ta thì nhìn thiệt qua là như vậy thôi. Đôi khi chúng ta ở thành phố, ở căn nhà 3m, 4m nó quen rồi, đúng không ạ? Xuống đây quý vị nhìn thấy một cái hình ảnh mênh mông bao la như thế này, đôi khi chúng ta bị ngợp, đúng không quý vị? Thực sự là bị ngợp. Đây, quý vị nhìn một cái căn biệt thự mà nó hoành tráng đến mức độ như vậy, đúng không ạ? Bốn bề như nhau, đúng không ạ? Thông thiên luôn, quý vị đi đường nào cũng vậy được. Thì Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị rồi, xây nhà thì nhanh nhưng mà gắn cửa sổ thì lâu, đúng không ạ? Thế thì bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào trong. Ở trong em mở cửa bật điện chưa? Đấy, mở cửa bật điện cho anh ấy. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ vào bên trong để quay cái căn biệt thự này công năng cho quý vị xem một chút xíu, đúng không ạ? Rồi chúng ta đi ra phía ngoài vườn và xuống hai cái ao phía dưới quý vị nhá. Và thưa quý vị, căn biệt thự này thì chú hay tặng cho quý vị này. Đó, căn biệt thự này được tặng quý vị nhá. Bởi vì vì sao? Căn biệt thự của chúng ta xây cách đây cũng 5-10 năm rồi. Đó, Tuấn Nguyễn nói rõ luôn, nói để cho quý vị đỡ phải hỏi, đúng không ạ? Đây, đèn chùm, đèn pha lê, trần chỉ thạch cao, nó nói chung là nó còn nguyên, chưa có nứt niếc một tí nào hết. Biệt thự thì cái độ mà người ta xây dựng ở đây thì quý vị cũng biết rồi, đúng không ạ? Không phải dạng vừa, đúng không ạ? Cái độ chắc chắn thì thôi chúng ta bỏ qua đi. Đây, quý vị nhìn này, người ta xây theo cái kiểu lâu đài gì nhá quý vị ạ. Thì tổng cái căn biệt thự chúng ta có 7 phòng ngủ quý vị nhá. Đây, Tuấn Nguyễn cũng không đếm nữa, mà cứ đi đến đâu thì quý vị nhìn cùng Tuấn Nguyễn vậy thôi. Cũng chẳng bảo là đây phòng số 5, số 7, số 1 gì nữa cho nó mất công, đúng không ạ? 7 phòng. Đó. Đây quý vị này. Đó, phòng ốc thì nó rộng mênh mông bao la luôn. Hiện đang cho thuê quý vị nhá. Hiện đang cho một cặp vợ chồng trẻ ở đây thuê 8 triệu trên một tháng. Đấy, còn hai cái ao dưới kia nữa, 5 triệu nữa là 13 triệu. Đây là phòng số 2, số 3 gì này, quý vị nhìn đây. Nhưng mà chả có ai ở cả, đúng không ạ? Biệt thự coi này mà. Ngày xưa chú ấy có tiền chú mua chú để đấy thôi. Rồi cũng chưa kịp ở, xong rồi là chú ở ngoài quốc lộ 51. Đó, còn bây giờ là cho thuê cái này. Đây quý vị nhìn đây, một căn biệt thự hoàng gia luôn. Đó là nói thật. Đây khu vực phòng ăn, phòng bếp này. Đó, bàn bếp hoa cương này. Đấy, hai dàn tủ trên dưới bằng gỗ gõ đỏ, máy hút mùi là như thế này này quý vị này. Nhìn thấy ô dề chưa? Đó, tủ lạnh rồi là bàn bếp trên dưới rồi máy móc các thứ vân 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 vân. Nói chung là có cái gì tặng cho quý vị cái đấy, đúng không ạ? Chú chủ nhà này chú ấy cũng không có hề là gì ba cái chuyện này cho nên hãy tặng cho quý vị, đúng không ạ? Và đây, wow, phòng này là gọi là phòng chiếu phim quý vị ạ. Có phòng chiếu phim nhá quý vị nhá. Đây, phòng chiếu phim của chúng ta này. Đó, quý vị nhìn thấy máy chiếu không? Ngày xưa nhưng mà người ta xây, mà người ta chơi, dân chơi quý vị ạ, dân dạy ra. Quý vị nhìn thấy loa này, máy chiếu này, đấy, cái màn hình này. Đó, đèn này, đèn pha lê trần chỉ thạch cao như thế này. Đó, quý vị nhìn thấy không? Hai loa đây nữa và một cái máy lạnh này. Đó, quý vị thấy không? Đây là máy chiếu,
Nhà đại gia đôi khi quý vị nhìn ở bề ngoài cây cối cây cảnh không được chỉa chuốt, đôi khi nhìn nó vậy thôi, nhưng mà đi vào bên trong thì thấy nó rất là ok, đúng quý vị. Đó, một căn biệt thự không hề đơn giản đâu. Đây quý vị nhìn này, đó trần đúc đúng không ạ, hai đèn pha lê, đây là phòng chiếu phim quý vị nhá. Vâng, chúng ta đi tham quan tiếp xem còn những gì nào. Đó, phòng ăn, phòng bếp, hai phòng ngủ ở đây. Đó, ở phía trước đây là chúng ta có phòng khách đúng không ạ, phòng khách ở dưới đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên lầu đúng không ạ. Đây cầu thang, đây cầu thang làm rất là kiểu cách của những đại gia thời xưa đúng không ạ. Đại gia thời xưa với đại gia thời nay thì nó khác nhau. Căn biệt thự này có hai lối đi lên đây, nhưng mà người ta rào cái này chắc là mục đích gì đây Tuấn Nguyễn cũng không biết, cho nên không giới thiệu với quý vị được đúng không ạ. Lên đây thì là chia làm đôi ra này. Đó, chúng ta đi về bên trái trước đi. Bên trái đây, chúng ta xem công năng của căn biệt thự này. Đây, nhất là quý vị hãy cùng Tuấn Nguyễn kiểm tra cái trần này. Đó, không có nứt nẻ gì hết đúng không ạ. Quý vị nhìn không có nứt nẻ gì hết. Lên đây nó mát rượi đi, không có máy lạnh quý vị nhá. Trên đây không có máy lạnh, có quạt này không bật này. Đó quý vị thấy không, không bật, nhưng mà lên đây mát rượi luôn. Đây, đây là cái khu làm việc rồi là nghỉ ngơi. Đấy, đèn pha lê này quý vị ơi, ở đây phải nói là không đơn giản một chút xíu nào đâu. Quý vị thực sự mà có tiền ấy, quý vị nên về đây sinh sống hưởng thụ nghỉ dưỡng này. Ở đây quý vị ơi, 8.854 m². Tuấn Nguyễn xin nhắc lại với quý vị là căn biệt thự của chúng ta có diện tích lên tới 8.854 m², quý vị nhá. Wow, phòng ngủ trong đây là phòng ngủ master, quý vị nhìn này, cái bồn tắm của đại gia này. Đó, ba cái đồ máy tắm, máy lọc nước, máy nước thì hoặc là những cái bồn này thì ngày xưa rồi đúng không ạ. Bây giờ chúng ta về chúng ta thay lại chút xíu, ok đúng không ạ. Đây, như hoàng gia hoàng cung luôn đấy quý vị, không phải đơn giản đâu. Tuấn Nguyễn nói với quý vị rồi, căn biệt thự này á, người ta xây biệt thự thì nhanh, nhưng mà gắn cửa sổ thì lâu đúng không ạ. Bởi vì quá nhiều cửa sổ đấy, cửa sổ với cửa nhà này Tuấn Nguyễn đếm là không biết mấy chục cái nữa, chứ đừng có nói mấy cái, mấy chục cái luôn. Đấy, phòng ngủ đây quý vị. Đó, thì Tuấn Nguyễn nói với quý vị rồi, đây có hai vợ chồng trẻ thuê thôi đúng không ạ, 8 triệu trên một tháng, một cái căn biệt thự nguy nga tráng lệ như thế này. Đấy, có 8 triệu thôi. Thì Tuấn Nguyễn xin phép quý vị rồi, không có đếm phòng nữa đúng không ạ, nhiều phòng quá đi. Thôi chúng ta bỏ qua cái khu vực đếm đi đúng không ạ. À, ở đây ngày xưa người ta dạy yoga hay làm gì có đệm biết đấy. À, ngày xưa người ta dạy yoga ở đây quý vị nhá. Đấy, Tuấn Nguyễn thì cũng cũng thấy ở đâu đó rồi, cho nên nhìn cái hình ảnh này thì chắc chắn là đoán là yoga chứ biết gì ở đây này. Đó, bởi vì không gian mà rất là nhiều, cho nên người ta cũng có thuê để dạy yoga quý vị nhá. Đây, những cái phòng này quý vị nhìn, đúng là đẳng cấp hoàng gia. Phòng tắm với phòng vệ sinh nhà người ta này. Quý vị ơi, làm sao mà nó rộng đến mức độ mà thật sự Tuấn Nguyễn không biết là ví von cái phòng này nó rộng cái cỡ gì nữa quý vị ạ. Đây, đây, cái này thì chúng ta cần phải tẩy rửa và chỉnh chu lại một chút xíu đúng không ạ. Đó, quý vị nhìn thấy không, cái phòng tắm thôi, wow, phòng tắm phòng giặt thôi mà nó rộng là mênh mông bao la luôn, thật sự là rất rộng. Này, tôi vẫn xoay gương xíu đi quý vị, để cho quý vị nhìn thấy chủ kênh nhà đất Tuấn Nguyễn đúng không ạ. Đôi khi nhiều quý vị không biết đó, Tuấn Nguyễn có quý vị đây rất là sương gió đúng không ạ, rất là phong trần đó. Và đây là phòng ngủ số bao nhiêu đây, và ban công rất là nhiều quý vị nhá. Quý vị muốn làm dùng vòng phòng gì cũng được. Đây, phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ, phòng cho con sinh hoạt học hành, vân vân và vân vân. Nói chung là, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy căn nhà này có hai vợ chồng ở thôi nhưng mà sạch sẽ, không thấy một miếng bụi nào quý vị ạ. À, thật ra họ lau chùi cũng đây, khuôn viên sân thượng phía trước của chúng ta đây. Đó, mặt tiền này là mặt tiền bên hông quý vị nhá. Mặt tiền bên hông của chúng ta là có hướng chính bắc. À, có hướng chính đông, xin lỗi quý vị. Và mặt tiền chính của chúng ta bên này là hướng chính bắc quý vị nè. Đây, nhìn ra khuôn viên phía trước của chúng ta có một cây lội này, trái quá trời luôn. Đó,
Đây là dân ở đây, đây quý vị đang nhìn trên màn hình cùng Tuấn Nguyễn đây. Toàn biệt thự không, đừng đùa ở đây nhá. Quý vị nhìn thấy hình ảnh vậy thôi nhưng mà đây toàn biệt thự không đấy. Đấy, dân đại gia người ta ở đây không đấy quý vị ạ. Đó. Đây là hai con ao của chúng ta. Chút xíu Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong và chúng ta xuống dưới để tham quan hai cái ao ở dưới xem có những gì. Đây. Một căn biệt thự phải nói là căn nhà này á, căn biệt thự này thì đây quý vị này, có cả phòng nữ nữa này. Không biết người ta làm cái môn gì đây. Đó quý vị nhìn thấy không? Phòng ốc này, đấy. Ok chưa? Không phải dạng vừa đâu. Đó. Bây giờ là rất là nhiều phòng đúng không ạ? Về thì quý vị hãy cùng nhau chúng ta thiết kế phòng nào phòng giặt, phòng nào phòng tắm, phòng nào phòng ngủ, phòng nào phòng sinh hoạt chung, chiếu phim rồi phơi đồ vân vân đúng không ạ? Ban công phía trước này quý vị nhìn này. Wow. Nó là một cái gì đó mà rất là xa xỉ đối với nhiều người đúng không ạ? Trong đó có Tuấn Nguyễn. Đó là nói thật với quý vị này, nó rất là xa xỉ với nhiều người đấy quý vị ạ. Thật sự những người người ta bỏ ra bao la là tiền, người ta mới xây dựng lên một cái cơ ngơi hoành tráng như thế này. Đấy, chỉ có những người mà người ta bỏ tiền ra xây lên những cái cơ ngơi như thế này, người ta biết mới biết cái số chính xác của nó là bao nhiêu thôi, đúng quý vị. Còn như chúng ta đây thì có những người yêu, có những người ghét, đúng không ạ? Có những người không thích, đúng không? Người ta chê rất là nhiều. Đấy, người ta đủ lý do để chê, đúng không ạ? Nhưng mà có những người có những cái tầm nhìn, đúng không ạ? Và người ta có điều kiện kinh tế, người ta nhìn vào đây, đây là một cái khu nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Có những đại gia người ta đi tìm ở vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh, đúng không quý vị? Cái nơi mà để người ta an nhàn hưởng thụ lúc tuổi già, đó, trông con trông cháu, làm rau làm cỏ, nuôi gà nuôi vịt, đúng không ạ? Rất là khó khăn. Đó, rất là khó khăn. Thì nhân đây cái video này Tuấn Nguyễn truyền tải đến quý vị, chắc chắn là rất nhiều quý vị sẽ xem được video này thì quý vị sẽ nhìn thấy toàn cảnh cái căn biệt thự của chúng ta, thì quý vị sẽ cảm nhận được đúng không ạ? Đây những cây hoa này, cây hoa này, cây hoa liệu, liệu quý vị nhá, hoa liệu rất là đẹp. Phải cái liệu không quý vị? Đấy, nhìn giống giống cái liệu nhưng mà Tuấn Nguyễn thì chỉ thấy trái mới biết được thôi, chứ còn nhìn đây cây bông giấy này. Và bây giờ chúng ta cùng đi xuống tham quan hai cái ao. Trước khi xuống tham quan hai cái ao thì Tuấn Nguyễn sẽ tiết lộ cho quý vị một cái bí mật động trời. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ tiết lộ cho quý vị và các bạn một thông tin về căn biệt thự này cũng như là cái hai cái ao phía dưới của chúng ta. Đây, đây là hai cái ao của chúng ta ở phía dưới này quý vị. Và thưa quý vị, hai cái ao này có diện tích rất là lớn. Đấy. Hiện thì bác chủ nhà đang cho người ta thuê quý vị nhá. Thuê để nuôi cá. Hai cái ao phía dưới này là 5 triệu một tháng. Đấy. Cộng với lại 8 triệu căn biệt thự của chúng ta nữa. Tổng là 13 triệu quý vị nhá. Đó. Đây. Đây là hai cái ao của chúng ta đây quý vị. Và ở phía dưới chúng ta có một cái ao giống như thế này nữa quý vị nhá. Chỉ là hai cái ao thôi, cho nên Tuấn Nguyễn chỉ đứng ở đây quay một cái ao để cho quý vị tưởng tượng ra cũng được, đúng không ạ? Với lại chúng ta hình dung ra là phía dưới cũng có một cái ao như thế này nữa là được rồi, đúng không ạ? Vâng. Cái điều quan trọng nó nằm ở đây mà quý vị chưa biết được là sau này người ta sẽ mở một con đường lớn cắt ngang qua cái ao của chúng ta quý vị nhá. Vô hình dung thì con đường của chúng ta lại thêm một cái mặt tiền đường lớn nữa. Đường này là đường Hùng Vương quý vị nhá. Đấy, có tên là đường Hùng Vương. Đó, kết nối với lại khu vực khu du lịch Sông Mây. Đó. Đây, cái ao phía dưới của chúng ta đây. Kết nối với lại khu du lịch Sông Mây quý vị nhá. Đấy, con đường lớn nằm ngang cái ao của chúng ta gọi là con đường mang tên là con đường Hùng Vương. Thì nói như thế này thì nhiều quý vị cũng thấy nó trừu tượng lắm đúng không ạ, mà không biết có thật không, có đúng không, đúng không ạ? Thì quý vị cứ search ở trên Google đúng không ạ, thì chắc chắn là quý vị sẽ
biết được cái quy hoạch, cái dự án của nhà nước có hay là không. Đó, có con đường Hùng Vương chạy tắt qua đây, đó, kết nối với lại khu du lịch Sông Mây hay không, đúng không ạ? Vâng, thì sau này căn biệt thự của chúng ta trở thành một cái mặt tiền đường quốc lộ rất là lớn. Đấy, đó là trong tương lai và trên bản đồ đã có sẵn quý vị nhá. Đấy, cái này mình không có tùy tiện nói ra được, đúng không ạ? Mà quý vị cứ search ở trên Google thì chắc chắn quý vị sẽ biết có con đường mang tên là đường Hùng Vương hay là không. Vâng, đang cho thuê hai cái ao là 5 triệu thuê một tháng. Vâng, và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã review xong một căn biệt thự. Đấy, gọi nói là lên tới gần 1.000 hecta, đúng không ạ? Gần 1.000 hecta, quá là khủng đi. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Tuấn Nguyễn review một căn biệt thự mà có những diện tích lớn đến như vậy. Đó. Vâng, và Tuấn Nguyễn cũng báo giá cho quý vị và các bạn biết, đúng không ạ? Hiện là căn biệt thự này cô chú chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 25 tỷ đồng quý vị nhá. Đấy, thì chúng ta cái giá này thì chúng ta còn thương lượng rất là nhiều. Đó, nếu mà quý vị nào cảm thấy cái căn biệt thự này có một cái diện tích đất rất là lớn, đúng không ạ, lên tới gần 1.000 hecta và hai cái ao nuôi thả cá như thế này, đấy, rất là trong lành, môi trường trong lành, hiền hòa, đấy, yên tĩnh, thì cô chú cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn sẽ đưa cô chú tới đây, đấy, gặp cô chú chủ nhà và chúng ta còn thương lượng giá cả quý vị nhá. Đấy, 25 tỷ đồng là cái giá đưa ra, còn thương lượng còn bớt rất là nhiều. Đấy, quý vị còn trả giá thoải mái. Đấy, thì Tuấn Nguyễn cũng tư vấn với lại chú chủ nhà rồi, giá 25 tỷ không phải là một con số nhỏ, đúng không ạ? Rất là nhiều tiền. Đấy, cô chú cân nhắc như thế nào cho phù hợp, cho khách hàng dễ tiếp cận. Thì cô chú mới nói với Tuấn Nguyễn rằng 25 tỷ chúng ta còn thương lượng rất là mạnh, quý vị nhá. Đấy, không phải là không còn thương lượng đâu, quý vị cứ trả giá thoải mái luôn. Vâng, kênh nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại thì trên kênh của Tuấn Nguyễn đang có hàng ngàn căn nhà chưa bán được quý vị nhá. Đấy, và Tuấn Nguyễn nghĩ thì trong cái thời điểm này rất là thích hợp cho quý vị và các bạn chúng ta đi mua bất động sản để đầu tư sinh lời. Đấy, thì rất là dễ dàng. Nền bất động sản đang có chiều hướng đi lên. Đấy, nóng lại thì quý vị và các bạn nên tận dụng cơ hội ở cái thời điểm này để chúng ta mua cho mình những sản phẩm ưng ý, giá lại rẻ nữa. Đấy, 25 tỷ đấy, cho gần 1.000 hecta. Đây không phải là 1 hecta, xin lỗi quý vị, cho gần 1 hecta thì đây cũng không phải là giá quá cao, đúng không quý vị? Hơn nữa thì chúng ta còn thương lượng rất là mạnh. Đấy, đấy, thương lượng rất là mạnh quý vị nhá. Và thưa quý vị, kênh nhà đất chính chủ Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà đất chính chủ không qua trung gian. Đấy, trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, quý vị có nhu cầu thì liên hệ với Tuấn Nguyễn. Ngoài ra Tuấn Nguyễn còn có nhiều biệt thự ở trên Khang Điền, đấy, quận 2, Thảo Điền quận 9 cũng như là Phú Mỹ Hưng quận 7 quý vị nhá. Đấy, có rất nhiều biệt thự đẹp cao cấp. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ với Tuấn Nguyễn, nhất là kiều bào nước ngoài. Chúng ta muốn về Việt Nam sinh sống mua những căn biệt thự đẹp, đấy, có diện tích lớn cũng như là những căn biệt thự như thế này, có không gian nghỉ dưỡng rộng rãi, có vườn ao chuồng để cho quý vị vừa ở yên tĩnh thoải mái, không khí trong lành cũng như tăng gia sản xuất, có ao nuôi cá giải trí. Thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Sau này một con đường lớn, đường Hùng Vương làm tắt qua ngang con ao của chúng ta nữa, thì lúc đấy trở thành một cái căn biệt thự, một ngôi nhà cực kỳ là giá trị, đúng không ạ? Thoạt nhìn thì bây giờ chúng ta chỉ thấy ao và cây cỏ xung quanh, đấy, nhìn rất là đơn sơ, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà trong tương lai người ta sẽ mở một con đường Hùng Vương ngang đây,
thì quý vị cảm nhận được là một cái giá trị bất động sản nó sẽ được tăng vọt lên rất gấp lần nhiều lần, đúng quý vị. Vâng, quý vị xem được video này, đến căn nhà này thì hãy liên hệ với Thuận Nguyễn. Đấy. Quý vị vui lòng đăng ký kênh cho Thuận Nguyễn với. Quý vị hãy subscribe kênh này, chia sẻ kênh, comment góp ý cho Thuận Nguyễn. Và đặc biệt quý vị hãy ấn chuông để chúng ta có nhiều video mới nhất mỗi buổi chiều cho quý vị mua và xem giải trí quý vị nhé. Thuận Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo trên kênh Nhà Đất Thuận Nguyễn mỗi buổi chiều. Thuận Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.